Hello anh em đã quay lại với kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em cách thay nước mát cho con Win RX. Trước khi mà tiến hành bật nắp cái bình chứa nước mát thì anh em cần vệ sinh cái khu vực bên trên cái nắp của nó cho thật sạch bụi nhá anh em nhá. Để quá trình chúng ta giật cái nắp ra nó không bị lọt bụi xuống cái bình chứa nước mát. Đây, cái chỗ cái bình nước mát nó có một cái gờ của nắp ấy. Đây là phần yếm nhựa này, nó có một cái chốt, anh em chỉ cần lấy tay bửa một phát là nó bật ra liền. Đấy, chỗ này nó có cái cá này. Đây cái bình nước mát này, phần bầu nhựa trắng trắng này, nó ở ngay cạnh cái yếm này thôi. Đấy, anh em vệ sinh sạch cái phần của nó đi cho nó không có bụi nữa. Đấy, sau đó anh em cần cầm cái phần cái gờ này chúng ta giật lên là nó sẽ mở được ra. Đấy, sau đó anh em cần có một cái phễu. Đây, chúng ta chọc vào cái miệng của cái bầu nước mát này. Sau đó chỉ cần mở chai nước mát và rót vào phễu là ok. Đây là chai nước mát mình mua 50.000 của Honda nhé. Dung tích chai này thì là 500 ml, chả biết gọi là mili à, đúng không? ML nghe nó hơi bị nhạy cảm. Còn anh em có thể dùng nước mát khác thì cái này thì tùy nhé. Đấy, bật nắp chai nước mát này, lần đầu tiên được phá trinh đấy. Anh em có thể là dùng nước mát của những hãng khác đắt tiền hơn chứ không nhất thiết là phải nước mát của Honda. Đây, sau khi mà đổ đủ lượng nước mát cần thiết thì anh em đóng nắp lại. Cái nắp này nó có cái bình, nó có cái gờ, đâm ra là lắp nó cũng hơi khó, anh em cần phải ấn mạnh tay một chút. Đấy, vậy là ok. Anh em thấy thay nước mát nó có đơn giản không? Chúng ta không nhất thiết là phải ra ngoài quán, tự mày mò ở nhà thì cũng được, nó cũng đơn giản. Đây, và cái mức là Honda người ta đã chấm sẵn một cái vạch vàng trên bình nước mát là anh em chỉ đổ đến cái khu vực này thôi, đừng đổ quá. Một chai nước mát thì anh em có thể là cứ đổ thêm vào đó, sau này cần chúng ta lại đổ thêm. Xe mình thì đi được khoảng hơn 5.000, 6.000 cây thì bắt đầu nó thấy cạn hơn một nửa. Và video mình đến đây là hết nhé. Chúc anh em thành công nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé.